Chào mọi người nha. Hôm nay hai cha con mình ăn một mâm hải sản này mọi người. Cha con mình lâu lắm rồi, mấy tháng trời rồi, giờ cha con mình mới gặp mặt lại nhau nè. Giờ hai cha con mình ăn một mâm hải sản đây nha. Tôm nè, rồi cua nè, rồi con này là con ta kêu là con vẹm mọi người. Đây là con vẹm nha. Đây là sò huyết, đây là chấm muối tiêu chanh nha. Rồi giờ mình ăn cái nha. Giờ mình ăn tức này rồi tôm càng cái nha. Rồi, tôm càng nhỏ chứ không được bự nha. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn với hai cha con mình nha. Ấy thì đi cha lọc cho con ăn nha. Con chưa bị. Con tự lọc luôn hả? Giỏi quá ta. Nè, bỏ ra đây nè, con bỏ ra đây nè. Con bỏ ra đây rồi. Con chạy trên đầu nha. Chấm muối không con, chấm muối không? Dạ. Cay chuối. Tôm càng này gặp ghê luôn mọi người. Ăn rất ngon béo luôn. Này loại tôm càng dừa chứ không có bự mấy. Đúng rồi, con ăn đây, tôm càng ngon. Rồi, mời cả nhà ăn với mình nha. Bây giờ ăn con nhỏ chay rồi. Rất ngọt luôn mọi người. Cái tí. Hai ký tôm mọi người. Tôm càng em mua 2 ký. Ăn được không? Con lọt được không? Con được, con được nè. Con giỏi quá. Ok. Lọt giỏi giỏi quá ta. Rất ngọt luôn rồi, tôm ngọt ghê. Tăng ngọt lắm. Ngọt lắm à. Không ăn thua. Rất ngọt luôn à. Ngọt cay đâu, nước ngọt. Không cay nước ngọt. Tại cha đâu, cha đâu có bột ớt mà cay. Con ngọt lắm. Tại cha đâu nha. Đây là con quẹm nha mọi người. Quẹ này to lắm. Okay. À, ngon. Cha đâu có bỏ ớt đâu mà cái. Này chung là cay lắm. Cái này còn cay. Cái thịt của nó mày. Này ta mày dẹp gì vậy? Gì? Anh mời cái nhà ăn với mình nha. Đừng có dụi vô mắt. Cái này bò vô mắt cắt. Con đừng có dụi vô mắt cái. Con ăn này không? Có. Ăn cái này khỏi cay. Ăn này khỏi cay. Ăn nữa. Đây cho lấy cho. Tự gỡ hả? Gỡ được không? Đây cho gỡ cho. Vẻ mày to lắm rồi. Tính là nó to bằng bằng ta rồi luôn. Nè, tự gỡ cho. Chưa để gỡ, gỡ mình gỡ miếng cỏ lên nữa. Cái này sạch nè. Nè. Quá ngon ra cái đầu luôn.
đừng đừng có đạp đạp đổ á. Lâu là bao lâu lên sóng rất ngon. Rất béo luôn mọi người. Để mình ăn mấy con sò này nha. Sò huyết nó nằm lấy mặt tù lù một ngay nè, ăn sò huyết nè. Con ăn sò huyết nữa à, tự lấy ra ha. Con cười cười luôn ra con chết con ăn vừa được cha ơi. Ăn con ăn vừa được cha ơi. Đây cho gỡ cho nè nè nè. Gỡ không được à? Dạ, không cần nữa. Con nào cũng lấy mập tù lù luôn á. Sao biết? Con cũng có cái màu màu xanh như nè. Con cũng có cái màu xanh như nè. Quá là ngọt luôn rồi. Sao biết ăn ngọt ngay luôn. Ừ, ngọt ngọt trời. Ngọt ngắm. Nè quá trời ngọt luôn à. Này mình à, nãy mình hấp xả rồi nè. Uống nồi luôn. Cái đầu luôn. Cái đầu mặn ăn đó. Nó vừa thơm mùi xả rồi nó ngọt rồi nó béo á. Quá ngon. Rất béo rất ngọt luôn. Nào mà múc đâu đi. Bỏ đi. Cây đấy. Nè. Gỡ ra để lướt. Quá ngon. Quá. Không có nước à. Ngọt ghê luôn. Quá đã cả nhà. Đây cua nè. Đây cua biển. Cua này cũng gạch lắm nè. Được. Rồi này tôm càng rồi tôm càng. Dạ. Ông đây cũng nhau con. Quá đã mọi người. Wow, cái đầu đó gạch không à. Rất ngon. Dạ. Ngọt ngay lắm luôn. Con tôm này ngọt dịu thiệt. Wow, cái gì sao cũng vô nha. Cho con mút xuôi nha. À. Ăn nhiều vô nha. Tôm càng thì gạch không nữa. Quá đã luôn. Rất được. Bọc có con. À, lấy chai lọc cho.
Trong càng này nó nè, mọi người thấy không, gạch nè, gạch mà đỏ luôn nè. Tôm bự. Ăn đi được cái dơ á. Cái đầu gạch không đã. Béo cực kỳ luôn. Bá ngon luôn. Thôi đừng ăn tí dơ á. Thôi ăn tí dơ. Để nó đi, con lọt ăn đi. Không được. Con trồng văn mắt cả con. Nè. Ừ. Con bỏ lên đi, bỏ cho lọt ra. Con cực rồi. Tôm này có tính nè mọi người nè. Tính của nó nè. Trứng mềm không? Mềm. Trứng mềm không ta? Mềm, ngon. Được quá không? Ngon. Quá cá. Ngon. Rất mềm và ngọt. Ra cây không đi. Ừ, qua. Rất mềm và ngọt. Tông nhận cơm này gạch dơ vậy. Wow. Làm cá sướng luôn. À. Ngồi ra cũng ngay nắng. Nắng rồi rồi. Nè. Mấy tháng trời, từ hồi lúc mà trước dịch tới giờ thì con nó về quê rồi, mà mình còn làm ở trên Bình Dương, mình đâu có thăm được nó đâu. Tết nhà Tết rồi mới về thăm được nó nè, có đâu gần 5 tháng mấy, gần 6 tháng rồi đó, giờ mới thăm được nó. Thôi mình kết thúc video đây nha mọi người, nãy giờ mình ăn cũng nhiều mọi người, ăn chắc cũng cả 2 phần rồi. Thôi mình cũng ngán mọi người, thôi mình video mình cũng dài rồi, thôi mình kết thúc video đây nha cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye cả nhà, bye bye cả nhà, rồi bye bye đi, bye bye đi, bye bye đi. À, bye bye cả nhà.